Samarika, lại là mình Penny đây em ơi. Lòng đúng bọn chúng ta mới trở lại Avatar Land nha các bạn ơi. Thì Avatar Land hôm nay chúng ta cập nhật một sự kiện cực kỳ mới các bạn. Đó chính là sự kiện Trung Thu các bạn nha. Như các bạn thấy khi chúng ta gọi là vừa vô game nha, thì ngay chỗ cái sảnh ta có thêm một NPC mới các bạn. Đó chính là Thỏ Trắng nha. Đây nè, thì ở NPC mới là nó chính là chúng ta bán đâu đó là hơi bị nhiều đồng đèn các bạn ạ. Ở đây chúng ta có những cái đồng đèn đó đây nè, đó ha. Đó rồi, bán những bộ đồ luôn nha các bạn ơi. Các bạn có thể thử đồ đây trước nè để xem thử nó đẹp hay không nè. Đó, nhưng mà các bạn thấy tôi nè. Trời ơi, nhìn nó đẹp quá trời đẹp các bạn ơi. Nó như như mực nhân Nhật Bản các bạn ạ, bên Nhật Bản á. Và chúng ta đồng thời có những cái đồng đèn này nè. Thì chúng ta để chúng ta nổi được những cái đồng đèn này, chúng ta phải cần có một cái loài cá này tên là loài cá lồng đèn các bạn nha. Thì tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách câu được cá lồng đèn này về vị trí nó ở đâu, và cũng như là cách để các bạn kiếm được những cái bánh trung thu này nè. Đó, để các bạn đổi đây nha các bạn ơi. Ok nha. Đầu tiên các bạn hãy tiến về khu vực ga đèn tàu để qua khu dân cư nha các bạn. Rồi, sau đó chúng ta sẽ di chuyển đến hồ nước ngọt nha các bạn ơi. Thì để biết vị trí cụ thể của hồ nước ngọt này như sau, các bạn bấm vô cái điện thoại giúp mình nè. Rồi các bạn bấm vô cái bản đồ nha. Đây, cái khu vực bên phía tay trái này có hồ to nhất, đó chính là cái hồ nước ngọt nha các bạn ơi. Đây, thì bằng mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy từ trên cao nè. Đó, đứng đây không, các bạn thấy khu vực này không? Đó là nguyên cái hồ nước to nè. Bây giờ chúng ta di chuyển tới đó nha. Rồi ok, các bạn có thể đứng ngay đây hoặc các bạn thể lên cái cầu. Rồi bây giờ các bạn chỉ cần lấy cần câu ra câu cho mình là được nhé. A few moments later. Đây các bạn ơi, tôi đã câu thành công một con cá lồng đèn nha các bạn ơi. Cá lồng đèn này nó có tiền, số tiền là ngẫu nhiên các bạn, nhưng mà khá ít các bạn à. Quan trọng là mình đủ số lượng là mình đổi thôi nha các bạn. Vậy là chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề để đổi được những cái lồng đèn rồi đúng không các bạn? Còn bây giờ để đổi được những cái bộ đồ này nè là chúng ta phải cần bánh trung thu. Mà bây giờ làm thế nào để có bánh trung thu? Ok, thì bây giờ các bạn nhìn cho kỹ nha. Ngay khu vực ga điện tàu nè, kế bên thì sẽ có chú củi nha các bạn. Đây nè, đó, đó đó đó, chú củi đang đứng nè, nó đứng phát trung thu đi quá trời quá đất nè. Rồi 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 đó, các bạn có thể cầm thử nè. Để làm ra một chiếc nào, làm bánh không các kiểu không. Ở đây là công thức của mọi người đây nè. Rồi bây giờ để mọi người có được cái số lượng bánh này thì mọi người bắt buộc là mọi người phải làm nhiệm vụ đây nè. Rồi ok, giúp chú củi giao bánh trung thu đến cho tóc mây ở thẩm mỹ viện ha. Được thôi, ok, bây giờ mình di chuyển đến khu vực thẩm mỹ viện nha các bạn ơi. Trời ơi, mới đầu tôi không biết thẩm mỹ viện đâu nè, mà nhưng mà quanh đi quanh lại tính anh đứng kế bên cho chỗ bà Thỏ Trắng luôn nè. Đây nè, Beo Salon nè, thẩm mỹ viện nè, bây giờ vô nha các bạn. Rồi rồi rồi, trong đây có tóc mây nha các bạn ơi. Ok, bây giờ mình vô mình trả nhiệm vụ cho tóc mây nha. Ôi cảm ơn Be đi nhiều nha. Rồi ok. Rồi rồi, bạn đã giao bánh trung thu thành công rồi nha các bạn ơi. Sau khi mình đã giao bánh xong rồi nha các bạn, mình trở về khu vực gọi là chú cuội nha để mình nhận bánh nha các bạn. Đây nè. Đó, ok. Rồi ok, chúng ta nhận được bánh trung thu rồi nha các bạn ơi. Rồi các bạn cứ làm như vậy, các bạn tích thì sẽ được đủ bánh nha các bạn. Rồi rồi rồi, bây giờ mình sẽ đổi đâu đó là một cái mặt nạ đi nha. Rồi rồi ok, mặt nạ nè, tiếp theo đó chính là gọi là đây, một cái lồng đèn. Rồi quá tuyệt vời luôn nha các bạn ơi, bây giờ mình thử xem thử nha. Ê, mình đổi thêm cái nón nữa nè, ơi có cái nón dễ thương nè. Ui cái nón dễ thương ghê luôn các bạn ơi. Cái mặt luôn đi nè. Rồi 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 rồi, không đủ bánh rồi các bạn ơi. Rồi rồi rồi, bây giờ tôi sẽ đeo vô cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì mình vô game center mình chơi một tí nha bạn. Cày game center mới bóp solo với Mèo các bạn nha. Mèo bây giờ đang ngủ các bạn nha. Gọi ngoài không chịu dậy, không quay được cái gì nè các bạn ơi. Trời ơi, map đầu tiên chưa gì mà rìu xoay tè le các bạn à. Trời ơi, các bạn cổ vũ cho tôi đi các bạn. Ê, không, chờ tôi, cái này là cẩn thận nha. Ôi trời ơi, đó thấy không, ông kia ông qua được kìa. Đó, cái map này thì các bạn đừng có nhảy nha bạn, các bạn cứ đi thôi. Đó, đi giống như tôi nè, đó, ông nào mà nhảy là đi liền. Rồi 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 ha, đơn giản thôi, cứ bình tĩnh thôi. Đó ha. Rồi rồi rồi, bình tĩnh nè, bình tĩnh thôi các bạn. Rồi ok, lấy bốn người đúng không? Mà cố gắng vô nha các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, nó xoay ghê quá các bạn ơi, nhìn cảm giác mạnh thật sự các bạn nha. Không cẩn thận là nó cho mình một buổi liền. Cái này là khó nhất nè, thiệt luôn á. Cái này là những dân bờ rộ. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, vậy mà cũng té trời. Tôi tưởng tôi qua rồi chứ. Qua không. Trời ơi, rồi tôi biết cách chơi các bạn ơi. Nếu các bạn bị dính vô đây thì các bạn nương vô một tí. Qua luôn nè. Tiện. Làm gì khó được tôi các bạn đúng không? Trời ơi, tôi mà các bạn sao làm khó được tôi được. Tôi về đích cho các bạn xem nè. Rồi về đích nè. Trời ơi, ok, hạng 2 luôn nha các bạn ơi. Trời. Tới cái map này gọi là cái gì, cái gọi là lâu đài ha, lâu đài màu vàng các bạn à. Cái trò này hơi bị khó nha, cái này khúc này cẩn thận nó bật ghê mới à. Rồi khúc này mình lên nè. Trời ơi, lên chưa? Hên quá, tí nữa mình đẩy lên trên. Ủa, tôi leo gì kỳ vậy? Tôi leo gì ngộ dưới vậy trời? Ê, con chân bị đẩy, trời ơi.
Trời ơi, em xuống hai tơ luôn các bạn nha. Rồi rồi, tôi lên lại mai khúc này cẩn thận rồi không bị đẩy tới giờ nè. Ồ, đứng đây có bị đâm không ta? Ừ, không sao nè. Trời ơi, trời ơi, nó rồi. Ê, trời ơi, hên các bạn ơi, chuyện đu cái pha kia cái lên luôn, hên quá. Trời ơi, tưởng đâu đi nữa rồi. Ê, ê, trời ơi, cái gì mà tôi đập dẹp dớt không vậy? Trời ơi, hên quá, né được, rồi lên tiếp nè. Trời ơi, ủa gì vậy? 2 hours later. Rồi, qua giùm tôi cái đi. Qua giùm tôi cái đi, trời ơi, các bạn ơi, thua luôn. Trời ơi, có một cái ba thôi mà chơi không xong luôn các bạn à. Rồi thua luôn rồi. Trời ơi, các bạn thấy lồng đèn trung thu mà nó bay khắp ở khu dân cư các bạn ơi. Ồ, nhìn đẹp nhờ. Kiểu như ở đây mình có người yêu mà đi xin đúng mình cầu nguyện kìa chị à. Ước có người yêu. Ủa lộn, có người yêu mà ước có người yêu thiệt kỳ các bạn à. Đó, nói chung là quang cảnh bây giờ thay đổi cũng khá là đẹp các bạn à. Quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ok nha các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ thử vận may của mình ở cái vòng bay may mắn này coi thử mình xem ra được cái gì nha các bạn. Ui, tôi ra được cái gì đây? Trời ơi, tôi ra được gọi là cái vàng mọi người nè. Trời ơi, chán thật sự, bữa trước là tôi quay một phát được tôi ra cái đôi giày luôn các bạn nha. Trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới vô là cái nông trại của tôi đây mà vẫn là một cái hầm cá cha. Vẫn là gọi là cái quầy bắp cải ở đây mà không may giờ sâu bệnh quá trời, sâu gì đâu mà nó ngoắn trong đây các bạn nha. Ai coi rảnh qua rồi chăm sóc giúp tôi nha các bạn ơi, giờ không có cái gì luôn các bạn nha. Ngồi mấy con bò của tôi cũng không có luôn nè, trời ơi, cỏ mà bây giờ nó éo vàng hết rồi các bạn ơi. Trời ơi, có ai mà nghèo như tôi không anh em comment thử coi tôi xem thử cái nông trại của anh em như thế nào anh em ơi. Nói gì nói, quan cảnh của chúng ta trong ngày hôm nay được thay đổi khá là nhiều các bạn à. Đó chính là những cái lá mùa thu nè, mẹ ru con ngủ kiểu vậy anh em, màu vàng hết luôn nè. Đó rồi, ok. Ôi trời ơi, cái tấm poster này đẹp thế, nhờ quảng cáo ngồi chờ xe buýt anh em à. Ờ, có xe buýt nào đi qua không? Có không? Ờ, không có anh em mà, chỉ có mình tôi ở đây thôi. Ngoài ra chúng ta có những cái lồng đèn nha các bạn. Trời ơi, những cái lồng đèn mà về đêm là hơi bị đẹp luôn á, ở trên trời nữa nè. Trời ơi, tôi nghĩ đến đây nó lãng mạn quá anh em à. Cái không khí nó quá lãng mạn ở đây mà anh em là tỏ tình là cũng như đảm bảo dính luôn nha. Dính gì mà tôi không biết nha. Cứ vậy đó. U cha chú, trời ơi, đằng kia nó có cái gì vậy anh em ơi? Trời ơi, có chỗ này có bạn đi say các bạn à, lâu đúng rồi tôi thấy chỗ này có cái gì nè. Trời ơi, có mấy chú thỏ các bạn à, nhảy. Trời ơi, trời, bà quay đầu, ông này ông lông lắc đầu, ông này ông lắc người. Còn ông này ông gì, ông ngửa người. Còn bà này, trời ơi, bà lắc đầu, bà lắc trên cà rốt các bạn à. Còn ông này thì ông quẩy đi dây quá, vẫn không mấy đi ra cho tôi quẩy được không. Trời ơi, nhìn nghệ quá các bạn, chỗ này vui giờ đứng kiểu như thế này rồi. Ê, nè, đó, đi concert cái kiểu mà lít binh cái kiểu đó. Trời ơi, đỉnh các bạn à, quá là đỉnh. Ok, thì video đây cũng khá là dài các bạn à. Thì một lần nữa thì chúc các bạn có một buổi xem video thật vui vẻ nha. Các bạn muốn mình làm gì thêm thì các bạn nhớ comment phía dưới nha. Đừng quên để lại một like, một subscribe để ủng hộ tụi mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nha. À nhon, ACO. Chào ở đâu nhờ? Chào ở đây nè. Đó, bye bye nha. À nhon.